Rồi, hello anh chị em, những người đam mê dòng xe thác nha. Rồi, lại là em đây, em Hoàng bán xe Luyện Bích. Cửa hàng của em là Ly Xì Bo 829 Luyện Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Mọi người có nhu cầu xe cổ gì thì cứ ghé trực tiếp cửa hàng Ly Xì Bo coi xe nha, hoặc liên hệ số điện thoại là 0918008977. Đấy, hoặc số của em, hoặc là số con cháu đó, hai đuôi với một bọt đó. Anh chị em nào có nhu cầu xe gì thì cứ alo, rồi tụi em gửi hình rồi tham khảo nha. Rồi đây thì cũng những ngày cuối năm rồi, thì xe thì cũng mới bán được 1/3 xe mọi người. Đấy, thì cũng còn rất là nhiều, nói chung vậy thôi, chứ mua bán mà em vẫn thu mua tất cả các dòng xe nha, chứ không phải là bán cho hết rồi không mua nha mọi người. Cho nên là vẫn thu mua, vẫn cập nhật những cái xe nào mà nó ok thì em mua hết nha mọi người. Đây thì còn những cái xe bữa nay thì tiếp tục chương trình là cập nhật một cái xe H107 màu trắng. Màu trắng mâm đen, mà hôm trước thì em có cập nhật cái xe màu đỏ rồi. Rồi thì ngày hết Tết tới rồi, thì cũng xin chúc anh chị em khách hàng cũng như bà con thân quen hay là mọi người đều có một cái mùa xuân thật là vui vẻ, làm ăn thì gặp nhiều thuận lợi, gia đình thì hạnh phúc, và làm ăn thì đặc biệt là uy tín nha với nhau. Rồi thì cái xe này thì em cập nhật cho anh em nào mà có nhu cầu chạy Tết thì 107, biển số cũng rất là tươi nè, 79862. Nói về phong thủy thì cái biển số này nó cũng có duyên, đẹp nha mọi người. Đầu là thần tài, sau là lộc phát mãi mãi nha, thần tài lộc phát mãi mãi. Đấy, biển số này cũng rất là đẹp á. Số máy thì 107. Tất cả các xe em bán thì em bao rõ ràng, xe nào là zin là em bán zin, xe nào rớt đầu em sẽ bán rớt đầu nha anh chị. Đấy. Rồi thì với cái xe này thì em cũng bán nhanh với cái giá mùa Tết là 202 triệu. Anh chị em nào mà có nhu cầu chạy Tết đó thì cứ tham khảo nha. Được thì alo cho em, qua Tết thì anh chị em nào muốn có vốn để làm ăn hay là thu hồi vốn để làm ăn thì cứ alo cho em nha, em bao giá quay đầu nha anh chị. Xe này thì vô được cái cặp phuộc mới rồi nha mọi người. Cặp phuộc này bây giờ giá thị trường nó cũng không có nhiều đâu, bây giờ nó cũng phải anh em nó bán cả 1,6 triệu, trên dưới 1,6 triệu rồi. Xe này thì nồi niêu rồi, nhẹ te hết rồi nha anh em, yên tâm, chỉ lấy về là đổ xăng thay nhớt chạy thôi chứ không làm gì hết nha. Đấy. Này thì đi vỏ đinh lót đó. Vỏ này thì còn được cả khoảng 70%, dĩa đồ theo xe còn đẹp. Điện sạc thì ở đây mình bán mình bao cho anh em hết nha, có gì cứ anh em ở gần đây chạy Tết thì cũng cứ alo. Trước khi giao xe thì mình cũng kiểm tra điện sạc đồ đầy đủ hết rồi, anh chị em lấy về chỉ chạy thôi chứ không có nằm đường đâu, không có sợ nha. Cái khi giao xe mình đã đo sạc, bình sạc, đồ mâm lửa, đồ kỹ lưỡng hết rồi. Rồi thì bữa nay cập nhật nhanh thôi, cập nhật nhanh cái xe 107, biển số rất là tươi, 79862, giá là 202 nha. Anh em nào có nhu cầu thì alo nha mọi người. Đấy, bán nhanh. Rồi, cảm ơn và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.